Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Lăng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 171 của bộ truyện Dài Tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với 171 Ngược Về Minh Triều, Nguyệt Quan ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, Dương Lăng ngồi trong thiện phòng thuần khiết, một ly nước chè xanh lượn lờ. Trong phòng có mùi hương nhàn nhạt, giống xạ hương nhưng không phải xạ hương, giống cúc nhưng không phải là cúc, giống như nhẹ đang dệt tơ, như có như không. Trong lòng Dương Lăng khẽ động, nơi này giống như hương thơm của nữ nhân kia. Không khỏi nhớ tới gương mặt thanh nhã tuyệt luân của Vĩnh Phúc, chỉ là nàng đã xuất gia thành ni, mang lòng tu hành. Trên gương mặt giống như mang theo vài phần u sầu, một đôi mắt sáng sâu, kín, nhìn về phía của mình. Chính trong lúc đang suy nghĩ, ngoài cửa chợt truyền đến một trận tiếng bước chân nhỏ nhẹ, tới trước cửa phòng lại đột nhiên chậm lại. Yên tĩnh trong chốc lát, ở cửa phòng xuất hiện một nữ tử, một bộ truy y màu trắng, mái tóc buộc đơn giản sau đầu. Dương Lăng vội vàng đứng dậy, khom người nói: "Bái kiến trưởng công chúa điện hạ." Đôi mắt Vĩnh Phúc chợt lóe lên niềm vui sướng, lập tức điềm đạm cười, dịu dàng nói: "Quốc công mời ngồi, ta mặc dù chưa xuất gia, cũng coi như đã mang lòng tu hành, nếu gọi danh hiệu tôn vinh ở tục thế thì không hay. Quốc công cứ gọi ta là Tu Duyên đi." Dương Lăng lẩm bẩm đáp lời. Vĩnh Phúc từ từ bước tới, đi vào trong phòng, hạ giọng nói: "Quốc công mời ngồi, ta đang ở Phật đường tụng kinh vì Thái Hoàng Thái Hậu, nghe nói quốc công tới. Quốc công là vừa mới hồi kinh hay sao?" Truy y của nàng làm bằng tơ, màu nguyệt bạch nhẹ nhàng tinh thuần. Truy y rất rộng nhưng do vô cùng mềm mại, lúc bước đi thì đong đưa theo thân thể, khi thì dán trên người, khi thì tách ra, luôn giống như tinh hồng thoáng qua, phản chiếu thân thể mềm mại, đường cong quyến rũ của nàng, tựa như một cảnh bích hợp lay động, trong sự linh hoạt kỳ ảo lộ ra vẻ uyển chuyển hàm súc. Thiện phòng này trống không vắng vẻ, chỉ là chính giữa đặt một chiếc bàn nhỏ gỗ tử đàn, tùy ý đặt ba tấm nệm mềm, lại giống như bồ đoàn trong tự viện, chỉ là kỹ thuật thêu trên tấm nệm kia vô cùng tinh tế, không phải là vật trong chùa chiền. Hai người chéo đầu gối ngồi trên tấm nệm, cách nhau chiếc bàn nhỏ ở giữa. Dương Lăng nhíu: "Chiều hôm qua ta mới hồi kinh, vì thời gian đã tối muộn, hôm nay mới tiến cung. Kê biên tài sản ở Bát Châu đã xong rồi, sau khi về ta đi xem Hoàng An, quy hoạch chỉnh thể đã xong, các phần cơ bản đang xây bằng trúc, bây giờ thời tiết cũng ấm áp hơn rồi, xây dựng cũng mau, ta nghĩ khi mùa thu tới, ám chính có thể xây dựng xong rồi." Vĩnh Phúc vừa lắng nghe một cách thản nhiên, vừa nhấc cấm trà châm nước trà cho Dương Lăng, lại lấy một cái huân lò làm bằng từ ngọc ở dưới bàn ra, tự tay đặt hương liệu vào, động tác không nhanh không chậm, tao nhã và xinh đẹp. Dương Lăng lén đưa mắt nhìn Vĩnh Phúc, chỉ thấy nàng cúi mày trầm sắc, sắc mặt trầm tĩnh như nước, đuôi lông mày khóe mắt nào có nửa điểm quốc thích, một thân truy y nguyệt sắc phản chiếu cả người giống như tiên tử trong mây, trong lòng không khỏi lấy làm lạ. Vĩnh Phúc cảm thấy ánh mắt của Dương Lăng đang quan sát mình, bất giác cúi thấp trán, một dáng mây đỏ từ từ dâng lên bên gò má, lan đến đuôi lông mày khóe mắt, cuối cùng ngay cả chiếc cổ ngọc trong suốt như ngọc cũng hiện lên vẻ hồng phấn, nhất thời thẹn thùng vô hạn. Dương Lăng bất giác lâm vào thất thần. Sau một lát, Dương Lăng định thần lại, hắng giọng một tiếng, gương mặt nghiêm chỉnh, tiếp tục báo cáo kê biên tài sản được bao nhiêu tài sản với Vĩnh Phúc, sau khi bán lấy tiền mặt thì được bao nhiêu ngân lượng, tình hình xây dựng quy hoạch hiện tại của Bạch Kỳ Am, vân vân và vân vân. Tiếng hắng giọng kia khiến cho Vĩnh Phúc ý thức được thất thố của mình, cũng vội vàng nghiêm túc lắng nghe, lại nhất thời hoảng hốt thẳng thốt. Dương Lăng ngồi bên cạnh nàng đây, nhưng thanh âm lại phảng phất như rất xa vậy. Dương Lăng liên miên nói chuyện, nhận ra vẻ mặt thẳng thốt của Vĩnh Phúc không khỏi ngừng lại. Nhất thời trong căn phòng yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng tim đập của hai người. Sự im lặng bất chợt khiến cho Vĩnh Phúc ngẩng đầu mạnh, đôi con người trong trẻo như nước nhìn Dương Lăng, người trong lòng luôn nhớ mong quan tâm đang ở trước mắt. Mấy tháng không gặp, gương mặt hắn hoàn toàn không tiểu tụy như trong suy nghĩ của mình, ngược lại có vẻ càng thêm hăng hái. Lo lắng vướng bận tưởng niệm mấy tháng qua đều cô đọng trong cái nhìn thật sâu lúc này, lại như muốn nhìn thấu cả trái tim của Dương Lăng vậy. Dương Lăng bắt gặp ánh mắt Vĩnh Phúc, bất giác trong lòng dùng mình, trong miệng khẽ gọi: "Công chúa."
Vĩnh Phúc cũng giật mình, bản thân mình lớn mặt nhìn chăm chú người ta thật lâu, xấu hổ rời ánh mắt, ngây ngốc nhìn làn khói hương nhàn nhạt trong lò đang lượn lờ, thấp giọng mà nói: mùa thu sao? Mùa thu am chính có thể xây xong sao? Vĩnh Phúc giống như giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ nào đấy, dịu dàng nói: Quốc công vừa mới hồi kinh, ngài có thể tới thăm ta rất là vui vẻ. Còn về việc sửa am, ta cũng chỉ nghe vậy thôi, ngài làm chủ là được rồi. Dứt lời, thoáng lướt nhanh về phía Dương Lăng. Cái lướt mắt dịu dàng kia mang theo tất cả tâm sự không thể nói, không thể bày tỏ, muốn nói cũng không được của nữ nhi, như có như không chuyển sang đáy mắt Dương Lăng. Trong lòng Dương Lăng ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được. Hắn khom người đứng dậy nói: hôm nay vừa mới tiến cung, còn chưa bái kiến hoàng tướng, nếu không có chuyện gì khác nữa, ta cáo lui trước vậy. Vĩnh Phúc có chút thất vọng, nhưng lại không nghĩ ra lý do giữ khách, mấp máy môi, nàng ảm đạm cúi đầu nói: Vậy ta tiễn quốc công. Dương Lăng vừa nói: Không dám, công chúa xin dừng bước lại, tu duyên cư sĩ xin dừng bước lại. Ta. Dương Lăng vừa chắp tay, đột nhiên chạm đến một vật trong ống tay áo, giọng nói không khỏi ngừng lại, vội lấy một chiếc vòng tay từ trong tay áo ra nói: Ta ở Bá Châu, nhìn thấy một chiếc vòng hồng ngọc rất là đáng yêu, đặc biệt mang theo vào kinh, dâng lên điện hạ. Con người của Vĩnh Phúc xẹt qua một niềm vui bất ngờ, không dám tin, nhìn chằm chằm vòng tay ngọc đỏ kia, giống như muốn giơ tay tiếp nhận, rồi lại thu tay, ngượng ngùng nói: Ta bây giờ là người tu hành, cần thứ này làm cái gì chứ? Dương Lăng vội nói: Đây là một chuỗi chẳng hạt. Dương Lăng ta trong lúc vô tình tìm được, cảm thấy xứng với điện hạ nhất, bởi vậy mạo muội dâng lên, chỉ mong điện hạ không chê. Vĩnh Phúc nghe vậy chần chừ một chút, lúc này mới nhận vào tay, hạ giọng mà nói: Đa tạ quốc công. Dương Lăng vội vàng không người nói: Không dám, điện hạ dừng bước, ta cáo lui đây. Đưa mắt tiễn Dương Lăng vội vàng rời đi, công chúa Vĩnh Phúc thở dài sâu kín, lúc này mới cúi đầu đánh giá chuỗi vòng châu gọi là chẳng hạt kia. Đây là chẳng hạt ư? Rõ ràng là một chuỗi vòng tay mà. Nàng nhấc ống tay áo lên, đeo vòng tay vào, cổ tay tinh xảo trắng ngần lộ ra một ít dưới tay áo, tựa như mỹ ngọc trong suốt được mài rũa. Vòng hạt châu đỏ kia đeo trên cổ tay trắng ngần cũng trở nên đỏ nhuận, xinh đẹp không tả xiết. Vút ve hạt châu mềm mại bóng loáng giữa cổ tay, công chúa Vĩnh Phúc ngây ngốc xuất thần. Mùa thu sẽ đến, dọn trước dinh thự của Dương Lăng. Ôi, trước kia chỉ buồn sự khác biệt một trời một vực giữa hai người, vĩnh viễn không có cơ hội. Nhưng hiện giờ dường như đã có cơ hội, nhưng hắn không biết tâm tư của mình, lại há dám vượt lôi chỉ nửa bước hay sao? Vừa mới nhìn hắn thêm vài lần thì đã dọa cho hắn bỏ chạy, còn đâu là đại tướng quân trải qua trăm trận, lá gan nhỏ như vậy thật không phải nam nhân, bị hắn tức chết rồi. Nhưng nếu nói hắn không hiểu trái tim của mình, nhưng lại tặng mình chuỗi vòng tay này, phải tiếp cận hắn như thế nào đây? Dương Lăng ơi Dương Lăng, Chu Tú Ninh ta vì ngươi dùng luôn cả thủ đoạn xuất ra rồi, lớp cửa sổ này cô muốn ta phá vỡ hay sao? Chẳng lẽ lại còn muốn tiểu ni cô ta đây bỏ qua thân phận mà đi quyến rũ ngươi hay sao? Vừa nghĩ đến đây, Vĩnh Phúc lập tức đỏ mặt tai hồng, ngượng ngùng xấu hổ vì bản thân mình vô cùng. Tỷ đang làm cái gì vậy? Uống phải trà hư hay sao? Vĩnh Thuần và Chu Tương Nhi hấp tấp vội vàng xông tới thì nhìn thấy dáng vẻ của công chúa Vĩnh Phúc đang suy tư, xấu hổ, tự phỉ nhổ mình. Vừa thấy muội muội tới, công chúa Vĩnh Phúc càng thêm thẹn thùng, vội vàng nói: Không. Không có cái gì chứ, nội vụ phủ thật là to gan, không ngờ chưa từng chịu giáo huấn mà. Thật sự xem tỷ ta như đã xuất gia rồi hay sao? Cung cấp cái loại trà gì chứ mà lại có trà hư như vậy? Cơn giận của công chúa Vĩnh Thuần không nhỏ. Vừa rồi trốn ở bên ngoài nghe lén với Chu Tương Nhi, tỷ giống như nước nguội vậy, rõ ràng yêu thích người ta lại không dám nói một chữ, làm cho nàng sốt ruột muốn chết. Kết quả Dương Lăng đáng chết mà không chết, không ngờ tặng cho tỷ một chuỗi Phật châu, thật là chọc tức người ta mà. Hắn còn rất bằng lòng để cho tỷ xuất gia hay sao? Cô gái nhỏ vì thế mà tức giận bừng bừng. Kết quả là vừa xông vào lại cho rằng phủ nội vụ cung cấp trà kém chất lượng cho tỷ. Công chúa Vĩnh Thần đang bĩu môi tức giận, đột nhiên thoáng thấy giữa cổ tay của tỷ hồng quang lấp lóe, chăm chú nhìn. Vĩnh Thần không khỏi kinh ngạc: Tỷ, chẳng phải tỷ chẳng muốn bất kỳ trang sức nào hay sao? Từ khi nào lại đeo vòng ngọc như vậy? Chu Tương Nhi bắt lấy tay của Vĩnh Phúc, chuỗi vòng hồng ngọc kia tỉ mỉ tinh tế, nàng chật chật khen: Wow, trong suốt lấp lánh, đỏ thẫm như máu vậy, là vòng tay mã não thượng đẳng kìa, thật đẹp nha, thật khó có được hạt nào cũng to tròn mượt mà, kích thước như nhau như vậy.
Vĩnh Phúc cuống quýt rủ ống tay áo, xấu hổ mà nói: "Không, đây không phải vòng tay, đây là một chuỗi niệm châu Dương đại nhân tặng tỷ." Vĩnh Thuần ngơ ngác hỏi: Niệm châu đeo như vậy hay sao?" Công chúa Vĩnh Phúc mặt cũng đỏ, cổ cũng cứng ngắc, giống hệt như con tôm trong nồi vậy, thẹn quá thành giận, biện bạch mà nói: Tỷ nói nó là niệm châu thì nó chính là niệm châu, bằng không các muội nói nó là cái gì chứ?" Vĩnh Thuần vừa thấy hoàng tỷ muốn giận, gật đầu liên tục không ngừng nói: Niệm châu, đây là niệm châu." Chu Tương Nhi cũng giống như con gà con mổ thóc nói: Đúng, rõ ràng chính là niệm châu mà. Niệm châu Dương đại nhân tặng niệm châu." Thường nói, người nói vô tâm, người nghe hiểu ý. Công chúa Vĩnh Phúc trong lòng rung động, niệm châu, Dương đại nhân niệm châu là ý này hay sao? Hắn xuất thân là tú tài, những thứ mượn vật sự tình này, thủ đoạn uyển chuyển khéo léo, hắn giỏi nhất mà. Trái tim công chúa Vĩnh Phúc lại thình thịch đập loạn lên. Nếu không như thế, rõ ràng là một chuỗi vòng tay, vì sao hắn phải nói là niệm châu đây? Hay là hắn đang ám chỉ gì đó với mình lại nghe không hiểu hay sao? Lời nói của Dương Lăng lại vang lên bên tai của nàng: Đây là một chuỗi niệm châu, Dương Lăng ta trong lúc vô tình tìm được, cảm thấy xứng với điện hạ nhất, bởi vậy mà muội dâng lên, chỉ mong điện hạ không chê." "Niệm châu xứng đôi, chỉ mong ta không chê." "Ai nha, hắn đang nói hàm xúc gì sao? Nếu như vậy, ta không tỏ vẻ gì, trong lòng hắn nhất định rất thất vọng, ta thật ngốc mà." Chu Tương Nhi trong lúc vô ý nói một câu, công chúa Vĩnh Phúc tưởng tượng lan man, trái tim lo được lo mất lại khôi phục vẻ ảo não. Dương Lăng tới trước mặt Vĩnh Phúc, không biết có phải bởi vì nguyên nhân cảm thấy xấu hổ với cảnh ngộ của nàng hay không, mà áy náy chậm chạp, khó mà nói chuyện. Vừa rời khỏi am ni cô, suy nghĩ lại khôi phục lại vẻ linh hoạt, Dương Lăng không biết tình hình của cung Trường Thọ hiện giờ như thế nào, vội vàng bước đến nhìn. Do việc tranh luận nghi lễ vừa rồi mà hoạt động bái tế đã bị phá hoại hoàn toàn, đều không thấy chúng quan viên đâu cả. Dương Lăng nghe ngóng từ tiểu thái giám mà biết được Chính Đức hiện đang ở Noãn Các phía tây, liền vội vàng qua đấy. Chính Đức bị đám quan viên này cố tình gây giận đến ngất đi, khi thấy Dương Lăng còn chưa tỉnh hẳn, Dương Lăng nói lời tốt trấn an một phen, nói sơ lược tình hình ở Bá Châu, lập tức thỉnh cầu xin nghỉ vài ngày, thuận tiện viết lại tỉ mỉ chi tiết tình hình ở Bá Châu vào sổ, sau đó lại giao nộp thánh chỉ. Cả một năm qua Dương Lăng đều ở bên ngoài, mỗi khi Chính Đức hoàng đế có chuyện quan trọng, thường để Dương Lăng bôn ba bên ngoài, trong lòng cũng thấy băn khoăn, tự nhiên cũng đồng ý. Dương Lăng đi ra khỏi cung Cản Thanh, vòng qua tiền điện, cố ý bước qua phía điện Vũ Anh nhìn xem. Tiêu Các Lão quả nhiên đang lắc lư ở trước cửa điện, vừa thấy Dương Lăng tới mới xoay người đi vào trong điện. Dương Lăng cũng không nói gì, vừa cất bước cũng vội vàng đi theo. Vào điện Vũ Anh, Tiêu Các Lão liền sốt ruột không chịu nổi, đuổi tiểu thái giám ra ngoài, sau đó vô cùng lo lắng mà hỏi: "Quốc công, tình hình hôm nay không thích hợp mà. Ban đầu chẳng qua là vài tên quan mua danh chuộc tiếng bị hoàng thượng trách cứ, có chút thẹn quá thành giận thôi, nhưng sau đó lại thành văn võ cả triều dâng trào cảm xúc, rõ ràng là có mưu đồ cả. Môn hạ nhìn thấy rất nhiều người của Lưu Cấn cũng vây quanh Dương Đình Hoa, Vương Hoa, yêu cầu bọn họ dẫn đầu khuyên ngăn hoàng thượng, không có ý tốt nha." Mỗi lần Dương Lăng tới, Tiêu Phương đều chính tay châm trà cho hắn, lần này thực sự là sốt ruột lo lắng không thôi, cũng không quan tâm những lễ tiết này nữa. Dương Lăng thấy ông ta sốt ruột đến xoay vòng vòng, không khỏi cười nói: "Ta đương nhiên biết chứ, việc này cũng đâu cần dùng để đầu nghĩ đâu. Lưu Cẩn đồng ý cổ động ủng hộ, còn có thể là chuyện tốt hay sao?" Tiêu Phương ngạc nhiên nói: "Quốc công đã nhìn ra sao? Vậy sao ngài lại không ngăn cản chứ? Lấy uy vọng địa vị của ngài, nếu ra mặt trấn an, hơn nữa Dương đại học sĩ và Vương thượng thư đối với ngài vô cùng tôn sùng, nhất định sẽ ủng hộ theo. Gian kế của Lưu Cẩn sao có thể đạt được đây? Hiện giờ những lý do mà đám người đó lấy ra toàn bộ đều là đạo lý lớn đường đường chính chính cả. Hai người Dương Vương ở vị trí này thân bất do kỷ, biết rõ là đuổi dê cho hổ, thậm chí là giam mình trong đó cũng không thể không đáp ứng kìa." Theo cách nhìn của môn hạ, Lưu Cẩn hẳn là mơ ước vị trí lễ bộ thượng thư, vậy phải làm sao bây giờ đây? Hoàng thượng đang trong cơn tức giận, Lý đại học sĩ còn chưa kịp trở về, quốc công công bàn chính sự, môn hạ một tay vỗ không lên tiếng, nói không chừng Lưu Cẩn có thể nhất tiễn song điêu, thuận tiện có thể kéo cả Dương đại học sĩ xuống ngựa. Phái Thanh Liêm nếu như bị phá hủy hoàn toàn, đại kế ngày sau của quốc công càng khó thực hiện kìa. Dương Lăng thản nhiên cười nói: "Các lão mời ngồi, không cần lo lắng đâu." Hắn lật chén trà, khoan thai cho một ly trà cho Tiêu Các Lão, vừa đẩy lá trà vừa nói: "Sao lại là ngày sau, ta chuẩn bị ra tay." Tiêu Các Lão ngẩn ra, thất thanh nói: "Bây giờ sao?
Lý đại học sĩ còn chưa trở về, thiếu một trợ lực, mặt khác cuối cùng cũng phải tìm một cửa để đột phá. Lúc này cơ... Ánh mắt của hắn chật lóe, đột nhiên nói: Quốc công lẽ nào cũng muốn lợi dụng cơ hội bách quan nghị lễ, bức bách hoàng thượng hạ chiếu thỉnh tội hay sao? Dương Lăng trầm tĩnh cười nói: Đúng vậy. Tiêu Các Lão hoài nghi nói: Hoàng thượng hôm nay tuy có ý tốt, nhưng lời nói hành động lại trái với hiếu đạo. Bách quan coi đây là cớ tạo áp lực cho hoàng thượng, mục đích khác nhau, lý do lại giống nhau. Chữ lý nắm ở trong tay, mọi việc đều thuận lợi. Song đương kim hoàng thượng hận nhất là người dùng cớ chế ngữ, càng ép càng chống. Lưu Cẩn chính vì cũng thấy được điểm này mới muốn lợi dụng quyền tối thượng của Kiểu Ngũ Chí Tôn để áp chế lễ nghi và bách quan nắm ở trong tay, nhân cơ hội phá hủy hoàn toàn phái Thanh Liêm. Quốc công, lợi khí trong tay bọn họ, một cái là lễ, một cái là quyền. Quốc công nếu nhúng tay vào đấy, phải có mục đích gì chứ? Làm sao để áp chế Lưu Cẩn đây? Môn hạ thực không nghĩ ra, chuyện này phải làm như thế nào mới có thể dẫn lửa lên người Lưu Cẩn được đây? Dương Lăng cười ha ha nói: Các lão, ta biết ngay ông sẽ nghi ngờ mà. Sợ ông buồn chồn lo lắng mới đến thông báo cho ông một tiếng thôi. Triều đình hiện nay một trận nghị lễ, mỗi người đều có mục đích cả. Cái cần thổi chính là cơn gió của bách quan, thứ cần đốt chính là ngọn lửa vô danh của hoàng thượng. Ngọn lửa này hướng về phía bách quan, thoạt nhìn dường như không dẫn đến người Lưu Cẩn. Dương Lăng đứng dậy nói: Mấy ngày nay các lão cứ thờ ơ lạnh nhạt, không cổ động, không ngăn cản, không tham dự. Để cơn gió kia thổi mạnh hơn một chút nữa đi, khiến ngọn lửa kia đốt lớn thêm một chút nữa. Đợi đến khi ta thượng triều phục chỉ. Nụ cười trên mặt của hắn dần dần nghiêm túc, ánh mắt chậm rãi linh hoạt, sắc bén lên, nói từng chữ. Khi đó chính là lúc bắt đầu trận quyết chiến cuối cùng tại cửa Cấm Thành giữa ta và Lưu Cẩn. Đạo của thiên tử lớn nhất là lễ, lễ lớn nhất là hiếu, hiếu lớn nhất là tế. Mà chính đức hoàng đế chính vì coi thường điểm này, xúc phạm tôn chỉ mà quan viên, đám sĩ tử vẫn luôn làm theo, xúc phạm ranh giới đạo đức trong lòng bọn họ. Bách quan bắt được lý do vô cùng đồng hoàng là thiên tử bất hiếu, đánh mất đạo làm vua, bắt đầu làm khó dễ hoàng thượng. Giám nghị đại phu thư phân đối với lời nói hành động sằng bậy còn không biết hối cải hôm nay của hoàng đế, cảm thấy giận không kiềm được, về phủ liền viết lưu loát viết một quyển Long Thánh Hiếu Dĩ Đáp Nhân Tâm Thư, công khai lên lớp chỉ trích hoàng đế, đồng thời giảng giải hiếu đạo thiên lý nhân dục cho hoàng đế. Nói đến thư phân này, người biết ít ỏi, nhưng nhắc tới bài thơ về mà sau này ông ta viết: Ngàn dặm viết thư chỉ vì tường, nhường người ba thước có làm sao? Vạn lý trường thành nay còn đấy, không thấy thủy hoàng của năm xưa. Lại nghe đến thuộc lòng. Vị nhân huynh này chẳng những tài hoa hơn người, hơn nữa làm người chí hiếu, về sau từ mẫu bệnh chết, cuối cùng yêu thương sinh bệnh, vì thế mà qua đời. Chữ hiếu ở trong lòng ông ta quả thật còn lớn hơn cả trời, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho hoàng đế miệt thị hiếu đạo như vậy. Thư phân là tu soạn kiên gián nghị đại phu của Hàn Lâm Viện. Trên thực tế, đốc sát viện, Hàn Lâm Viện có rất nhiều quan viên vốn là kiêm chức lẫn nhau. Quyển tấu chương này của thư phân liên kết với 7 vị đồng liêu thôi đồng cùng nhau dâng lên, cho nên chẳng những trong cung, ngoài cung đều biết, trong dân gian cũng lưu truyền rộng rãi. Thân sĩ học sinh tranh nhau truyền đọc, đánh nhịp tán thưởng. Chính đức hoàng đế căn bản không tranh luận trò võ mồm nhàm chán này với ông ta. Thư đại phu tốn hết cả đêm để viết ra bài văn chương hoa mỹ này mà dẫn chứng đầy đủ, chính đức chỉ tốn sức dở ra rồi lại ném nó vào góc tường. Thư phân là loại thư sinh tính tình bướng bỉnh, càng ép chế càng dũng cảm, tiếp tục thượng tấu, lời nói cũng càng ngày càng kịch liệt, làm cho chính đức hoàng đế đau đầu không thôi. Chỉ cần vừa thấy trên phong bì tấu chương có ba chữ thần thư phân, y lập tức khép tấu chương lại, khinh thường ném về phía góc tường. Tấu chương của thần tử, thiên tử cũng không thể khinh thường như vậy. Nếu không trên sử sách mà ghi lại thì sẽ là ô danh ngàn năm không rửa sạch. Cho nên tiểu hoàng môn cũng luyện được một thân bản lĩnh. Bên này quăng ra, bên kia ngay lập tức giống như chó nhặt xương, vẹo một cái phóng qua, vội vã nhặt lên. Thư phân kháng nghị nói thẳng với thiên tử, lập tức đạt được vinh quang vô hạn giữa đám sĩ tử. Chúng Hàn Lâm, ngự sử đều noi theo, mãnh liệt yêu cầu hoàng đế ăn năn tự trách mình, phản tình thiếu sót. Đồng thời rất nhiều quan viên không ngừng gia tăng áp lực đạo đức với Dương Đình Hòa, Vương Hoa, yêu cầu hai vị đại nhân dẫn đầu thượng tấu khuyên can thiên tử. Lúc này chính đức hoàng đế lại bị cảm, còn rất nghiêm trọng. Hóa ra khi bách quan tới cung trừng thọ tế bái, chính đức lại vội vàng từ noãn các phía tây ấm áp như xuân chạy đến, mặc có hơi đơn bạc, gió thổi qua lớp mồ hôi dịn cả trên cổ, gặp lạnh, tiếp đó lại bị một đám thần tử không biết tốt xấu chọc giận. Trở về không bao lâu lại bị thái hậu gọi tới uyển chuyển trách cứ một phen, nín thở mà nén giận, cứ hôn hôn mê mê ngủ không tỉnh được.
Lần này Hoàng thượng Tứ Chi bùn rùn, mệt mỏi không dậy nổi. Đám ngôn quan Hàn Lâm cũng không biết Hoàng thượng là bệnh thật hay bệnh giả. Cho dù là bệnh thật, một cơn cảm mạo có thể vượt qua cả chuyện trái với hiếu đạo hay sao? Đạo của thiên tử lớn nhất là lễ mà. Tấu chương liên tục không ngừng, chính thức Hoàng đế hạ chỉ thi lễ giám, nhưng tấu chương này cứ giữ đó không phát ra. Lưu Cẩn nghe chỉ, lại lôi ra hai chiếc dương lớn, vui mừng hớn hở thu giấy vụn. Có điều lúc này ông ta cũng không dùng thủ đoạn bắt chẹt các bộ phận để chỉnh trị những ngôn quan Hàn Lâm này, bởi vì ông ta cần những tên thư ngốc này tạo thanh thế. Thanh thế càng lớn, Dương Đình Hòa thân là lãnh tụ phái Thanh Liêm cùng Vương Hoa quản lý lễ bộ, không thể không ra mặt phất lên ngọn cờ cuộc chiến nghi lễ này. Đám ngôn quan Hàn Lâm vốn đang tập viết chữ mà, người giữ lại ta viết tiếp, xem như luyện bút đi. Tấu chương càng ngày càng nhiều, giọng điệu càng ngày càng kịch liệt. Đám quan viên đục nước béo cò, dụng tâm kín đáo ở đây thổi gió đốt lửa, nơi nơi liên kết dụ dỗ đám mọt sách kia cam tâm tình nguyện xung trận. Dương Đình Hòa và Vương Hoa không phải không ý thức được hiểm ác ẩn giấu trong đấy, nhưng đây cũng là lý do không nói lên lời. Cảm xúc bách quan càng ngày càng kịch liệt, cảm xúc bị Lưu Cẩn áp chế bấy lâu rốt cục cũng chiếm được tiên cơ là chữ lý, hoàn toàn trút hết lên Hoàng đế. Bọn họ hãnh diện hăng hái, cuối cùng cũng tìm được cảm giác trách nhiệm đã mất đi từ lâu, ý thức được bản thân mình quan trọng thế nào đối với triều đình, đối với giang sơn. Để tranh thủ quyền lợi dưới gối, để tranh thủ cơ hội làm trung thần hiếu tử, bọn họ liều mạng. Dương Đình Hòa và Vương Hoa không chịu nổi áp lực cực lớn của đám quan viên, ngày đêm tới cửa khóc lóc kể lể buồn bã thỉnh cầu. Hứng gió đạo đức đã không còn nằm trong tầm khống chế của quyền lực và uy vọng của bọn họ nữa. Hai người thương lượng một chút, đành phải viết một phần tấu chương coi như ôn hòa, liên danh dâng lên chức điện. Chính thức Hoàng đế thật sự cực kỳ buồn khổ. Lý do đường hoàng này khiến y không thể phản bác, nhưng y cũng không nghĩ ra, chẳng phải là thấy chúng quan viên quỳ gối trên nền đất lạnh có ý tốt bảo bọn họ không người thay quỳ hay sao? Chỉ có chút chuyện vậy thôi mà lại nói nghiêm trọng như vậy, giống như trời sắp sụp đến nơi vậy. Trời đúng là sắp sụp rồi. Đại học sĩ và lễ bộ thượng thư trình tấu khuyên ngăn, đại diện cho nội các và chấp trưởng lễ nghi cùng tán đồng ý kiến của bách quan. Hiệp đầu tiên liên kết đã đạt được thắng lợi mang tính giai đoạn. Phong hướng tiêu lúc này cũng đã hiện rõ ràng. Phái Thanh Liêm cuối cùng cũng xuất hiện, thượng tấu chỉ trích Hoàng đế làm trái nhân luân lễ nghi, không tuân thủ hiếu đạo, bắt đầu trực tiếp yêu cầu Hoàng đế hạ chiếu thỉnh tội, phản tỉnh tu thân, chỉnh sửa sai lầm. Chính thức Hoàng đế chưa hết bệnh còn phải thượng triều, lúc này thân thể gần khỏe, lại cự tuyệt lâm triều, bắt đầu khôi phục thái độ bất cần đời khi mới đăng cơ làm Hoàng đế. Thái độ của chính thức kích thích sự phẫn nộ của quần thần, hơn nữa cũng cho bọn họ nhiều lý do công kích hơn nữa. Vừa lúc này, tuyên phủ tuần phủ Lục Hoàn vào kinh. Địa hạt của ông ta gần là nhóm tuần phủ đầu tiên phụng lệnh hồi kinh báo cáo công tác. Vốn dĩ, những đại lại nơi biên cương này trước nay chưa từng gặp phải chuyện hoang đường như vậy, cho nên đối với mệnh lệnh này của Lưu Cẩn còn không cho là đúng. Nhưng tuần phủ Diên Tuy không để ý tới mệnh lệnh của Lưu Cẩn, kéo dài không làm. Không ngờ Lưu Cẩn phái cẩm y vệ trực tiếp bắt ông ta vào ngục. Lục Hoàn nghe nói bị dọa cho vỡ mật, vội vàng cưỡi ngựa chạy nhanh vào kinh, rốt cuộc vẫn đến muộn. Rơi vào đường cùng, Lục Hoàn đành phải chuẩn bị thêm một phần lễ vật nữa ngoài những trọng lễ mang theo, tới phủ khấu kiến Lưu Cẩn. Lưu Cẩn nhận lễ, lại mắng chỉ ông ta thậm tệ một phen, khai ân để ông ta giữ chức giám sát, xưng là quyền. Vì lão ca này đưa lễ xong, việc tư xong xuôi, công sự còn chưa xong, dù sao vào kinh cũng phải bái kiến hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng hiện tại cố ý không gặp ai cả, đành phải ngày ngày ngồi trong phòng triều phòng, thường xuyên qua lại, cuối cùng quen biết với cả Cửu Khanh Lục Bộ. Lục Hoàn cũng không biết nội tình trong đấy, nhưng mắt thấy tình hình trong kinh căng thẳng như vậy, Cửu Khanh Lục Bộ nóng lòng muốn theo Dương Đình Hòa và Vương Hoa thượng tấu để có được thanh danh tốt, lên khuyên nhiều nói: "Các vị đại nhân, hoàng thượng còn trẻ, huyết khí phương cương, chỉ chịu mềm không chịu cứng đâu. Quần thần thượng tấu, hoàng thượng sinh bệnh, cứ rằng co vậy sẽ bất lợi với triều đình. Các vị đại nhân lúc này thượng tấu, vậy không phải là lửa cháy đổ thêm dầu hay sao?" Cửu Khanh Lục Bộ ngẫm lại, đích thực cũng không thể ép hoàng thượng chặt quá. Lưu Vũ và Trương Thái mặc dù đã trở thành phe đảng của Lưu Cẩn, nhưng chủ yếu của bọn họ chính là để cho người khác làm chim đầu đàn. Mặt khác, chúng thượng thư không ra mặt, bọn họ cũng chỉ có thể ngừng tay. Lưu Cẩn nghe thấy giận dữ, tìm lý do gọi tên tuần phủ phá hỏng chuyện tốt này tới, lại chỉ mắng một trận, mắng ông ta đến mức thảm thương tội nghiệp. Lục đại nhân đáng thương không biết nguyên nhân, còn tưởng lễ vật tặng cho Lưu công công quá ít, nhưng bạc mang theo đã dùng sạch rồi, đành phải mượn đông mượn tây, sau đó đeo gương mặt tươi cười mà tặng cho Lưu Cẩn. Lưu Cẩn lại nhận lễ, cũng biết hành động của ông ta chỉ là vô tâm, vốn định cứ vậy buông tha ông ta,
nhưng không đoán được vị thử tuần phủ này, vẫn không yên tâm. Ngẫm lại, Uy Quốc Công kia là người Tuyên phủ, quê cha đất tổ, có thể không quan tâm chút hay sao? Cho nên lại tới phủ thăm hỏi, lại nhờ vả Dương Lăng. Nếu chẳng may hoàng thượng giáng chức quan của ông ta, xin Dương Lăng ra mặt hòa giải. Lưu Cẩn chỉ sợ Dương Lăng phá hư chuyện của mình, đã phái người theo dõi hắn từ sớm. Nghe báo Lục Hoàn đi tìm Dương Lăng, lão Lưu lại nổi giận. Lẽ nào ta đường đường là Lưu Công Công, người đứng đầu nội đình, quyền khuynh triều dã, còn không sánh bằng một Uy Quốc Công không quyền hành hay sao? Lục Hoàn lại bị Lưu Cẩn gọi tới, chửi bới thậm tệ không ngớt. Lần mắng bỏ thứ ba này đã khiến cho da của Lục Hoàn bị ép đến khô luôn rồi. Lão Lưu ông ta còn có thể để cho người ta sống hay không đây? Dù sao thì ta đã vào kinh rồi, tội vào kinh muộn đã miễn rồi, ông còn có thể làm gì ta? Đánh không được thì bãi quan, lão tử mặc kệ. Lục Hoàn làm quan nhiều năm như vậy, chút khí phách thư sinh, tâm huyết sĩ tử của năm xưa đã mất sạch từ lâu. Hôm nay lại bị Lưu Cẩn một lần rồi lại một lần áp bức đến mức nổi lên. Lão Lục không quỳ ra vẻ đáng thương nữa, vụt một cái đứng lên, thẳng cổ hiên ngang quay đầu bước đi. Lưu Cẩn còn chưa thấy dáng vẻ cầu người nào như vậy, bị ông ấy làm cho sửng sốt. Lục Hoàn trở về liền thu thập hành lý chuẩn bị cút xéo. Không ngờ đợi hai ngày, bởi vì Lưu Cẩn không đoán ra vì sao, sau khi ông ta bái kiến Dương Lăng xong, thái độ lại đột nhiên cứng rắn như vậy. Hiện giờ ông ta đang muốn đối phó với Vương Hoa, cũng không muốn sinh thêm chuyện làm hỏng đại sự, cho nên ngơ ngẩn không dám hành động động đến ông ta. Đường đường tuần phủ Tuyên phủ, bỏ mặc nhiều chuyện ở địa phương không quan tâm như vậy, đi cũng không được, ở lại thì không biết có thể làm quan nữa hay không. Không có việc gì làm, đành phải cả ngày ngồi không ở trong kinh. Quan to đã vậy, còn có thể giữ được vẻ ngoài yên ả, nhưng quan viên cấp thấp lại không có kiêng kỵ gì. Bọn họ không giống với quan viên cấp cao, kinh nghiệm quan trường, lão luyện thành thục, làm quan lâu năm, phân rõ đâu nặng, đâu nhẹ, biết thủ đoạn tranh đấu huyền chuyển quanh co. Những người này là những thư sinh từ khi biết chữ thì đã dung nhập vào đầu, lễ nghĩa liêm sỉ, nói lý lẽ đạo lý rất rất rõ ràng, nhưng vẫn còn lâu mới đạt được trình độ vào đời. Chân lý nằm trong tay mình, vậy thì sợ cái gì chứ? Hoàng thượng không biết lễ, không tuân thủ lễ, kẻ thân làm thần tử lúc này không tận hết đạo làm thần, không tỏ rõ trung tâm, vậy còn đợi tới lúc nào nữa đây? Trung thần thì không sợ chết, sợ chết thì không phải trung thần. Quan viên cao cấp cố kỵ nhiều thứ, đùn đẩy qua lại, vậy thì chúng ta tự mình ra mặt. Hoàng Trị năm thứ 18 tiến sĩ, hình bộ chủ quản Hoàng Củng sau khi xem xong bản thảo trạng nguyên thư phân cảm thấy chưa hết sức, sợ hoàng đế không đủ sắp ngộ, vì thế lại một mình dâng lên tấu chương. Phủ đầu chính đức hoàng đế một đòn, mũi giáo chỉ thẳng vào sủng thần Lưu Cẩn của chính đức, bắt đầu mở rộng mục tiêu đả kích. Phần tấu chương này của ông ta đã trở thành ngòi nổ của tranh chấp trong triều, tranh luận lễ nghi đã biến thành tranh chấp chính trị. Hiện nay thiên hạ chỉ biết quyền thần nịnh hót mà không nghĩ có bệ hạ, thà rằng chống đối bệ hạ mà không dám phản kháng nịnh thần. Họa vốn đã sinh, bệ hạ còn chưa biết vậy, đợi họa này lớn lên, e rằng bệ hạ biết đã quá muộn. Vì bệ hạ suy tính, thỉnh sùng chính học, mở đường mới, chính danh hiệu và chế độ kỷ cương, bài trừ tiểu nhân nịnh hót. Nếu không, e quốc nạn đã dâng lên tới đầu. Thần tự biết lời này tất sẽ khiến cho gian thần không tha, khiển trách thần vì báng triều chính. Nhưng thần thà chết nói thẳng, kính xin bệ hạ chớ vì gian nịnh hót mà mắc sai lầm. Hoàng Củng đích thực một lòng trung thành, thừa biết dâng tấu chương lên chắc chắn sẽ bị Lưu Cẩn công kích, bãi quan sa thải cũng không ngạc nhiên, mà khí phách vẫn hùng dũng hiên ngang, thượng tấu xúc động. Sa giá viên ngoại lang Lục Chấn thấy phần tấu chương này chính nghĩa, trang nghiêm, trình độ văn hóa cao hơn mình, liền xét xé nát tấu chương của mình, viết thêm tên của mình và phía sau. Những quan viên địa vị thấp kém thế thế lần lượt ký tên liên danh thượng tấu. Vị quan nhỏ này phê bình ngữ khí kịch liệt, không hề kém hơn bản tấu chương mà Cuồng Sinh Hải Thụy viết cho Gia Tĩnh hoàng đế đời sau. Một bụng lửa giận của chính đức không có chỗ chút. Tấu chương này vừa dâng lên, lập tức khiến cho chính đức bắt được nhược điểm. Chấm thất lễ làm sai, bỏ đi, ai bảo chấm nói sai làm sai chứ? Chấm tự làm tự chịu thôi. Sớm biết như vậy, quỳ chết đám tôn tử các ngươi đi. Nhưng bây giờ ngươi cũng đi quá xa rồi đấy. Ta chỉ là không để cho các ngươi quỳ mà thôi, sao lại nghiêm trọng đến mức nước không ra nước chứ? Gian thần, ai là gian thần đây? Chính đức hoàng đế phê chuẩn Lưu Cẩn trừng phạt. Lưu Cẩn thấy tấu chương thì giận tím mặt, lệnh cho hình bộ bắt 5 người đám Hoàng Củng, Lục Chấn hạ ngục, bức cho họ nhận tội. Hoàng Củng cảm khái nói: nhân sinh sĩ hoạn, làm đến công khanh cũng mất 30-40 năm, chỉ mong lập thân hành đạo, thành người bất thủ ngàn năm, thế nhân nguyện lấy đó làm gương hay sao? 4 người Lục Chấn sôi nổi hưởng ứng. Lưu Cẩn giận dữ đầu phạm Hoàng Củng, Lục Chấn bị kéo đi đánh 100 trượng, phạt quỳ 5 ngày.
xa giá viên ngoại lang lục chấn, thân thể yếu, sau khi đánh xong lôi về ngục một lát thì đã chết. Hoàng cũng không ngờ có thể cắn răng chịu đựng, sau đó lại quỳ đủ 5 ngày, thu thập hành lý, bãi quan làm dân. Hành động của 5 tráng sĩ chấn động toàn thành, đám sĩ tử kính trọng, ngưỡng mộ, tôn trọng, khiến càng nhiều quan viên cấp thấp nhiệt huyết sôi trào, đủ loại điều trần đa dạng phong phú. Không ngờ có người trong khi tranh luận lễ nghi lại nhắc đến chuyện hoàng thượng không có hậu, lớn tiếng nói hoàng thượng đại hôn 2 năm, một hậu hai phi, lại thủy chung không thấy có thai. Nếu chẳng may hoàng thượng bất chắc thì tai họa khôn cùng, lo lắng khuyên bảo hoàng thượng sớm có người kế thừa, còn nắm chỉ hoàng đế phải chăng nên tìm thái y coi thử để tránh làm lỡ đại sự. Đây quả thực là hoài nghi thân thể hoàng đế có bệnh, nói y không được, là đàn ông thì không thể chịu được, huống chi chính thức hoàng đế tính tình bướng bỉnh. Chính thức hoàng đế không thể nhịn được nữa, tấu chương giữ lại không phát ra, vị thần tử quan tâm tiểu đệ đệ của hoàng thượng bị bỏ tù, đánh gậy, ăn một trận măng non xào thịt, đánh đến cái mông nở hoa. Trạng Nguyên Tư Phân chí khí bừng bừng, hiện tại là nhân vật phong vân trong phái thiếu tráng. Vì chuyện này lại viết thêm một luận văn dài, phân tích tỉ mỉ cẩn thận chuyện có hậu, cho ra một kết luận. Đương kim thánh thượng nếu không nghe ý kiến của đám quần thần, lập tức phản tỉnh kiểm điểm, vậy sẽ chịu kết cục giống như vị vua mất nước thời Ngũ Đại hoặc là Kiến Văn hoàng đế. Tấu chương được trình lên, thư đại nhân đoán chắc bản thân sẽ bị đánh gậy đến chết. Đã viết xong di thư, áo niệm đã mua, quan tài cũng đã đặt rồi, chuẩn bị làm tang sự cho chính mình. Thật không ngờ chính thức hoàng đế bị suy nghĩ ly kỳ thiên mã hành không của bọn họ chọc giận đến bật cười, còn cho rằng đầu óc con mọt sách này bị điên rồi, đầu óc không bình thường, không ngờ lại buông tha ông ta. Nhưng quan viên văn võ quan sát đồng tính lại không biết suy nghĩ trong lòng hoàng thượng. Vừa thấy hoàng thượng sau khi đánh hai nhóm người, tấu chương của Tư Phân còn đại nghịch bất đạo hơn nữa, lại không sao cả, còn cho rằng hoàng thượng bắt đầu chịu thua, dũng khí lập tức tăng gấp bội. Trong vòng 2 ngày, lục bộ, Hàn Lâm viện, đại lý tự, hành nhân ti, lục khoa, thập tam đạo, đô sát viện, tổng cộng hơn 100 quan viên cấp thấp và cấp vừa dâng tấu kháng nghị và khuyên can lên hoàng đế. Ngữ điệu nhất trí, trên cơ bản đều nói rằng Sơn Đại Minh sắp mất nước, nếu hoàng thượng không hối cải, chỉ sợ khi chết đi muốn tìm chỗ chôn cũng không có. Lòng người kinh thành nhất thời thấp thỏm, bọn quan viên không lòng dạ nào lo chính sự, tất cả đều gia nhập vào trận chiến tranh luận lễ nghi, thảo luận chính sự, tiện thể tranh nghị chuyện hậu tự một cách không hiểu ra sao cả này. Ngọn lửa vô danh của chính thức hoàng đế rốt cục cũng bùng nổ. Chính thức liên tục mấy ngày không thường triều, mở hội triều lớn giống trận trong triều, giết gào như sấm, gân xanh nổi chi chít trên trán, chỉ tay vào quần thần mà mắng: "Chấm thân thể không khỏe, tới nay chưa lành, các người không biết thương cảm, cả ngày huyên náo, một đám tiểu thần suy đoán thổi phồng, yêu ngôn phỉ báng, các người cả ngày đều nói lễ nghi làm vua với chấm, đây là lễ nghi làm thần hay sao? Một đám khốn kiếp, các người không phải là muốn quỳ hay sao? Vậy chấm sẽ để cho các người quỳ cho đủ." Hơn 100 quan viên dâng tấu, toàn bộ đều phụng thánh dụ phạt quỳ ở ngọ môn. Những quan viên cấp thấp này vốn không có tư cách thượng triều, nhưng bây giờ rất giống với quan viên văn võ được thượng triều mỗi sáng sớm đều đến hoàng cung đi làm. Sáng sớm, quan viên thủ lĩnh của sở ti nha môn dẫn bọn họ đi sắp xếp đội ngũ chỉnh tề tới ngọ môn. Sau khi cẩm y vệ điểm danh thì bắt đầu quỳ, quỳ đến chạng vạng lại điểm danh, do quan viên thủ lĩnh nha môn dẫn về, sau đó giải tán. Đám quan viên nội các và kiểu khanh lục bộ không thể tỏ vẻ trầm mặc được nữa, lần lượt dâng thư thỉnh tội, thỉnh cầu hoàng thượng đặc xá. Chính thức hoàng đế vẫn giữ lại không phát ra. Ngay sau đó lại có vài vị quan tiếp tục dâng tấu xin tha, bao gồm cả chúng lão thần Vương Ngao. Chính thức trả lời: "Cùng nhau quỳ ở ngọ môn đi." Nhóm quan viên trước đó bị bắt bỏ tù cũng đeo sừng xích gia nhập đội ngũ quỳ ở ngọ môn. Những quan viên này ban ngày quỳ ở đó tán gẫu chuyện phiếm với nhau, ban đêm về nhà tiếp tục viết tấu chương, không có chút khuất phục nào. Chính thức dẫn đến đau hết cả đầu, Lưu Cẩn quan sát lời nói và sắc mặt, cẩn thận góp ý nói: "Hoàng thượng, người phạt những quan viên này quỳ gối, tự mình ghi lại, nhưng bọn họ căn bản không biết thối cái. Một đám dấu đẹp dày ở dưới gối, quỳ ở đó chuyện phiếm tán gẫu với nhau. Bên cạnh không ngờ còn có nước trà điểm tâm, thật sự đã thành chuyện cười lớn rồi. Theo như lão nô thấy, chi bằng dùng đình trượng phạt những quan viên này, chịu nỗi khổ da thịt, để bọn chúng không dám kiêu ngạo như thế nữa kìa." "Sao, đình trượng ư? Hơn 100 người đồng thời đình trượng sao?" Chính thức do dự một chút, gật đầu nói: "Được, cứ giáo huấn đám không ra gì đó một trận, phạt quỳ mà còn mang cả nước trà và điểm tâm sao? Một đám lười biếng kinh nhờn này, để cho bọn họ chịu chút nỗi đau, xác thịt cũng tốt à." Trong lòng Lưu Cẩn mừng thầm, luôn miệng đáp ứng, khóe miệng hiện lên một nụ cười âm độc.
Dương Đình Hòa đủ gian, Vương Hoa khăng khăng đứng ngoài cuộc cũng càng gian. Hai lão già này thủy chung không làm chim đầu đàn, làm hại Lưu Cẩn không thể tiến hành âm mưu ấp ủ đã lâu đối với họ. Nhân cơ hội đoạt được lễ bộ, thậm chí đuổi Dương Đình Hòa ra khỏi nội các, sắp xếp thân tín của mình vào. Những người quỳ ở ngõ môn không có một ai là người của mình, toàn bộ đều là trung kiên của phái Thanh Liêm và hy vọng của tương lai. Nếu một trận đình trượng đánh chết mười mấy người, cho dù biết phía trước là hố lửa, Dương Đình Hòa và Vương Hoa cũng phải bất chấp tất cả mà nhảy vào, đại sự định rồi. Lưu Cẩn truyền chỉ cho một đám người cẩm y vệ, đại hán tướng quân, đông sưởng phiên tử. Đội nhân mã lớn đột nhiên xuất hiện bên ngoài ngõ môn, đi đầu là một hàng đại hán mang theo đình trượng hành côn. Đám quan viên quỳ ở đó uống trà ăn điểm tâm, lập tức yên tĩnh lại. Trong chốc lát, bọn họ đã nhìn ra hoàng thượng muốn thi hành đình trượng. Ánh mắt những quan viên cấp thấp này đột nhiên sáng rực lên. Đình trượng vinh quang cỡ nào nha, nó đại biểu cho cao thượng trung trinh. Nếu bị đánh chết, bản thân vốn là một người không tâm tiếng gì sẽ được ghi vào sử sách. Nếu như không chết, sau này đi khắp thiên hạ đều sẽ nhận được sự tôn kính khắp triều giã. Đình trượng giống hệt như Thụy Hảo Văn Chính, chức quan thủ phủ nội các, là đãi ngộ mà người làm thần tử tha thiết mơ ước cả đời nha. Đội hành hình chiêng trống dùm beng để chuẩn bị. Đám người thích ăn ngược, ăn no uống đủ. Những người nên đi tiểu tiện thì cũng đều thu thập đâu vào đấy, chờ mong bị đánh. Nội các đạo sĩ Lục Bộ Cửu Khanh nghe thấy tin tức đồng loạt đến ngựa tiền cầu tình. Trước đó, hai con khoái mã nhanh chóng phóng ra khỏi kinh, chạy thẳng đến ngoại ô phía tây. Dương Lăng vẫn đang chú ý nhất cử nhất động trong triều. Chính Đức bị bọn quan viên công kích đến sứt đầu mẻ chán. Hắn biết rõ một số quan viên liều lĩnh chọc giận Thiên Nhan, cho nên toi mạng mất chức. Hắn cũng biết rõ, hiểu rõ trong lòng. Hắn cũng sốt ruột, nhưng thời cơ chưa tới. Ra chiêu này hoàn toàn không có sức công kích, không phải vì vậy mà kéo cả bản thân vào đó, là kẻ địch của bách quan, thì chính là bị Lưu Cẩn dễ dàng hóa giải thế công, mất đi cơ hội khó có được này. Hắn nhất định phải giống như một thợ săn hồ ly vậy, lấy hết sự nhẫn nại ra mà chờ đợi cơ hội tốt nhất, đợi cho đến khi hoàng đế và quan viên văn võ đều cảm thấy đâm lao phải theo lao, đều phải thấy mâu thuẫn khó có thể hòa giải, đối phương khó có thể khuất phục, có lòng muốn hòa giải thế nhưng lại không thể nào rút mình ra được, mới có thể dễ dàng lấy bốn lạng mà bạt ngàn cân. Tin tức chuyển đến, Dương Lăng đang ôm như tử đứng ngắm phong cảnh trên vọng lâu giáo đường. Vừa nghe được tin tức này, Dương Lăng mừng rỡ, cơ hội rút cuộc cũng đã tới. Hành động lần này của Chính Đức hoàng đế đã cho thấy y quyết sẽ không khuất phục. Chuyện mà trong mắt một số quan viên này xem là lớn, trong mắt Chính Đức vốn không tuân theo quy củ, căn bản không đáng để nhắc tới. Thế nhân tuy đều cho rằng Chính Đức hoang đường, nhưng Chính Đức tuyệt đối không làm chuyện mà y cho rằng là hoang đường. Vì miễn cho thần tử quỳ gối mà phải xuống chiếu tự trách mình, trong mắt Chính Đức chính là một chuyện hoang đường. Vậy thì sự tình đã ầm ĩ tới bước này, đám quan viên cao cấp luôn đứng ở vị trí có thể công có thể thủ, yên lặng quan sát trận đánh của đám quan viên cấp thấp, quan sát động tĩnh để hành động. Đám thủ lĩnh các phe phái tất nhiên cũng suy nghĩ thoái lui. Trận đình trượng này giáng xuống sẽ triệt để đẩy đám quan viên đứng trên lập trường đối lập với hoàng thượng. Bọn họ làm lãnh tụ cũng không thể không tự mình ra trận, bất chấp tất cả đòi công đạo cho đám tiểu đệ, kết cục chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi. Lúc song phương đều xuất hết toàn lực, lòng tràn đầy hy vọng có thể có cơ hội tách bản thân và đối thủ ra, chính là thời khắc uy quốc công hắn sáng chói đăng đàn, xoay chuyển đại cục. Dương Lăng ôm nhi tử sải bước chạy về phủ, chạy tới hậu hoa viên, kêu Đại Bổng Trùy và Vân Nhi đang tay nắm tay ngồi trên ngọn giả sơn nói chuyện riêng, giao nhi tỷ cho Vân Nhi, hô to với Đại Bổng Trùy: "Bổng Trùy, đi dắt ngựa của bổn công gia tới đây, lập tức vào thành." Ngọc Đường Sơn nghe tiếng vội ra khỏi phòng khách, vỗ về Vân Tú nói: "Lão gia, ngài muốn vào cung sao?" Dương Lăng uy phong lẫm lẫm, giống như đại tướng quân phải xuất chinh đánh giặc, ý chí chiến đấu sục sôi nói: "Đúng vậy, mau mang tấu chương của ta ra đây, ta muốn lập tức tiến công phục chỉ với hoàng thượng." Ngọc Đường Xuân vội vàng trở lại trong thư phòng, lấy một tập sách đã giúp hắn sửa sang gọn gàng, giao vào tay Dương Lăng. Dương Lăng cầm trong tay, nhẹ nhàng vỗ, thầm nghĩ: "Chỉnh đốn kinh sư, bắt đầu từ hôm nay, tờ Đại Tự Tại báo đầu tiên dán ra, không biết là ai ngã trước đây." Bên ngoài ngọa môn, đông sưởng phiên tử, cẩm y thị vệ, các tướng quân khôi ngô đã bố trí thành từng ban, xếp hàng chỉnh tề, chỉ đợi Ti Lê Giám phải người đến là chính thức chấp hình. Đúng lúc này, một đội kiêng kỵ phi như bay tới, vó ngựa đạp trên đá xanh vang rền như tiếng sấm. Thiên hộ cẩm y vệ Thạch Văn Nghĩa nghe thanh âm, nhìn thấy là một hàng khoái mã, lập tức mang theo một đội thị vệ ra ngăn đón, tay đẻ chui đao, ngạo nghễ đứng thẳng, cao giọng mà quát: "Phía trước là ngọ môn trọng địa, quan viên văn võ xuống ngựa."
Vừa mới nói xong, y liền thấy rõ đi trước nhất là Dương Lăng, mà đi sau nửa đầu ngựa là một người đàn ông khôi ngô, tay cầm thiết bổng đen thùi. Cảnh tượng rõ một một trước mắt như thế, nào ai còn dám kiêu ngạo. Thạch Văn Nghĩa sợ hãi quay đầu chạy, khiến cho con binh cầm y vệ đi bên cạnh y sửng sốt giật mình. Thạch Văn Nghĩa chạy vài bước, nghe thấy tiếng vó ngựa phía sau càng ngày càng gần, lo sợ sẽ bị khoái mã đạp đến, y vội vàng né tránh sang bên cạnh, lại nghe tiếng vó ngựa đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn đã thấy Dương Lăng đã dừng ngay bên, cười dài xoay người xuống ngựa nói: "À, Thạch đại nhân, đã lâu không gặp rồi." Thạch Văn Nghĩa thấy binh lính của mình vẻ mặt kỳ lạ nhìn mình, không khỏi vừa thẹn vừa giận, thế nhưng lại không dám thất lễ với Uy Quốc Công, đành phải nhịn cơn tức chắp tay trước ngực thi lễ nói: "Tùy chức ra mắt Quốc Công gia." "Quốc Công gia vẫn khỏe đấy chứ?" Dương Lăng xuống ngựa, ném dây cương vào tay của y, hào hứng: "Bản công gia rất khỏe. Ồ, sao nhiều quan viên quỷ ở đây làm gì vậy? Là sắp thi hành đình trượng sao?" "Đình trượng cũng không phải là chém đầu, ở phút cuối đều được ăn ngon đấy, mà sao ngay cả một tách trà cũng không có thế này?" Lúc này Thạch Văn Nghĩa đã trấn tĩnh lại, nghe vậy cố ý châm chọc: "Quốc công gia hưởng phúc trong nhà nên đã hơi chút bế tắc tin tức của triều đình rồi. Những quan viên này xúc phạm mặt rồng, hoàng thượng phạt họ quỳ ở ngõ môn, tự nghiền ngẫm lỗi lầm. Nhưng những quan viên này không biết hối cải, dâng thư nói bừa, hoàng thượng tức giận yêu cầu thi hành đình trượng." Dương Lăng gật gật đầu nói: "Vậy là không hiểu quy củ, đích xác nên đánh. Tuy nhiên, hãy tạm dừng hành hình một chút đi, bản khâm sai đang định tiến cung lật lại ý chỉ, bẩm báo chuyện của hoàng thượng là lưu lị tới những quan viên này đấy. Người chờ để nghe ý chỉ thay đổi của hoàng thượng đi." Thạch Văn Nghĩa ngẩn ra: "Khâm sai, Quốc công gia ngài khâm sai phục chỉ sao?" Dương Lăng nháy mắt mấy cái rồi cười nói: "Đúng vậy đúng vậy, bổn quốc công không cầm quyền ở không biết việc đã đành. Thạch đại nhân tại triều xem ra lại là quý nhân hay quên. Bổn quốc công đến Bá Châu cái bên tài sản Nam Phú là phụng thánh chỉ mà. Lúc này tiến cung gặp hoàng thượng là để phúc đáp thánh chỉ." Thạch Văn Nghĩa bừng tỉnh đại ngộ, lại nghi hoặc nói: "Ở quốc công phục chỉ kê biên tài sản Nam Phú có liên quan gì đến những quan viên này chứ? Lý do gì mà bắt đi chức tạm dừng hành hình?" Dương Lăng cười lạnh lùng, thản nhiên nói: "Vậy có phải muốn bổn quốc công phải bẩm báo ngươi trước hay không đây?" Thạch Văn Nghĩa cuống quýt nói: Dạ, tùy chức chỉ tùy tiện hỏi, tùy chức không dám hỏi, không dám hỏi." Dương Lăng hừ một tiếng, thong thả nói: "Bổng truy, trông giữ nơi này, trước khi bổn quốc công chưa phục chỉ xong, không được tra tấn." Thạch Văn Nghĩa phẫn nộ nói: "Quốc công gia, thi hành đình trượng những quan viên này là ý chỉ của hoàng thượng mà." Dương Lăng híp hai mắt lại, nói: "Bổn quốc công biết, hoàng thượng cũng mới hạ chỉ thôi, không phải các ngươi còn đang chuẩn bị hay sao? Giờ bổn quốc công tiến cung phục chỉ, sự việc liên quan đến bách quan, chờ thêm nửa khắc cũng không coi là kháng chỉ mà." Thạch Văn Nghĩa hừ khẽ một tiếng, lãnh đạm mà nói: "Cũng không coi là kháng chỉ, cho dù kháng chỉ, người có thân phận như quốc công gia từng kháng thánh chỉ thì cũng không sợ, thế nhưng thi chức thì không dám. Lát Lưu công công đến, nếu như lúc đó Lưu công công đúc thúc chấp hành hình phạt, một cẩm y thiên hộ tép diêu là thi chức đây, nào dám vi phạm." Ánh mắt của Dương Lăng lóe lên, mỉm cười nói: "Lưu công công ư? Nếu là Lưu công công hạ lệnh, bổn quốc công dĩ nhiên không khiến người khó xử, người cứ việc chấp hành là được." Hắn nói như vậy là vì qua khóe mắt đã nhìn thấy Lưu Cẩn xuất hiện, nhanh chóng nghĩ ra phương pháp điệu hổ ly sơn để mà xử lý. Lưu Cẩn mặc bào phục theo mãng xà màu xanh da trời, dẫn một đám tiểu hoàng môn từ cửa nách đi ra, phía sau nhóm tiểu hoàng môn có đem ghế dựa bàn trà theo. Xem ra Lưu Cẩn dụng hình phái đoàn không kém Phạm Đình năm xưa, thích chú trọng bề ngoài. Dương Lăng khẽ mỉm cười, bỏ lại Thạch Văn Nghĩa, cúi đầu vội vàng đi về hướng cửa nách. Lưu Cẩn hứng phấn ra ngoài cửa cung, đang chuẩn bị thưởng thức màn diễn trăm bông nở hoa, chợt thấy Dương Lăng vội vã đi tới, bất giác hơi kinh ngạc, vội ra nghênh đón, ngoài cười thế nhưng trong không cười mà nói: "Dương quốc công, ôi chao, đã lâu không gặp rồi. Lần trước quốc công vào cung tế bái Thái hoàng Thái hậu, ta chủ trì nghi thức tế lễ cũng không thể ân cần chào hỏi quốc công được một tiếng nào cả. Quốc công vẫn khỏe đấy chứ?" Dương Lăng giật mình, tựa như mới chú ý tới y, ngẩng mạnh đầu lên, hơi kích động cười gượng, chắp tay nói: "Ồ, là Lưu công công, vẫn khỏe vẫn khỏe. Nhìn công công cũng vẫn khỏe mạnh như trước ấy nha." Thạch Văn Nghĩa đứng xa, nghiền cổ mà nhìn, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh: "Những quan viên này luôn mồm gian nính, rõ ràng là chỉ Lưu công công. Lưu công công hận bọn họ tận xương tủy, nào đồng ý thả bọn họ chứ? Hôm nay Lưu công công quyền lớn, chỉ giới có một người, không ngay bằng cả. Ngay cả đám tướng tướng
thừa tướng tướng quân gặp Lưu Công Công cũng phải cung kính cung kính. Hôm nay không cho ngươi ăn con ba ba, mặt xám mày cho mà cút đi. Từ nay về sau, hiểu được mình là Phượng Hoàng đã gãy cánh, bớt ra ngoài giữ võ trước mặt ta, thì ta... Y âm thầm rủa, thế nhưng không quên chức trách mã đồng, tay vẫn cầm dây cương của Dương Lăng. Dương Lăng chào hỏi Lưu Công Công xong, chân vẫn bước đi về hướng cửa cung. Lưu Cẩn thấy hắn vội vàng, trực giác cảm thấy có gì đó bất thường, gấp gáp ngăn lại nói: "Ấy, Quốc công gia, đã lâu không gặp, chúng ta tâm sự trước đã, đi đâu mà vội vàng vậy?" Dương Lăng cười gượng hai tiếng nói: "À, không phải đại sự gì cả, chỉ là việc bổn quốc công phụng chỉ đến Ba Châu kê biên tài sản Ảm Phố đã xong rồi, hôm nay muốn vào cung phục chỉ mà. Ấy ấy ấy, nghe nói đám quan viên kia chọc giận hoàng thượng, công công phải phụng chỉ hành trình đúng không? Ngài đang vội, bổn quốc công gặp hoàng thượng giao thánh chỉ đã nào. Sau đó chúng ta lại tiếp tục trò chuyện." Dương Lăng càng nói là không có việc gì, càng vội vã bước đi. Lưu Cẩn càng sinh nghi trong lòng, vừa thấy Dương Lăng bước đi gấp gáp, thậm chí còn mong y nhanh chóng tra tấn bách quan trước ngõ môn, nghi hoặc trong lòng Lưu Cẩn lại càng đậm. Đây chẳng phải là muốn đuổi mình hay sao? Dương Lăng muốn làm cái gì đây? Lưu Cẩn nhéo cằm ngẫm nghĩ, quay đầu lại thấy Dương Lăng đã tới cửa cung rồi, yên bài kiểm nghiệm cũng không kịp cất, cầm trong tay đi thẳng vào trong cung. Lưu Cẩn nổi cáo nói: "Nhất định tiểu tử này là có việc. Cái gì mà phục chỉ kê biên Ảm Phố? Chút việc ấy đáng để ngươi gặp ta phải vội vàng hấp tấp đi hay sao? Muốn gạt ta ư? Đi có trạng ta chắc không có cửa đâu." Lưu Cẩn uốn éo người đuổi theo. Công công đứng bên cạnh Tinh Lễ Giám ngạc nhiên hỏi: "Công công, không phải tuyên chỉ hành hình hay sao? Ngài đi đâu vậy?" Lưu Cẩn cũng không quay đầu lại, khoắt tay một cái nói: Không vội, chúng ta vào cung một chuyến, lát thắng tuyên chỉ hành hình." Dương Lăng đằng trước để ý thấy Lưu Cẩn chạy theo, tốc độ bước nhanh hơn. Lưu Cẩn thấy thế càng hoài nghi. Hắn vội vã vào cung, khẳng định có liên quan đến mình rồi, hay là chỗ trưng trung có nhược điểm gì của mình đã nằm trong tay hắn rồi sao? Lưu Cẩn hoang mang nghĩ: Không thể, trưng trung bị bắt, những căn cứ chính xác liên quan lẫn nhau trước đó đã hiểu hoàn toàn rồi. Y gấp gáp gọi to: "Dương đại nhân, chậm một chút nào, cha già không theo kịp ngài rồi." Dương Lăng buồn bực đi thẳng, giả làm ngơ không nghe thấy. Tận đến khi Lưu Cẩn gọi to vài tiếng, hắn mới như kịp phản ứng, dừng bước lại, ngạc nhiên hỏi: "Lưu công công ư? Ngài sao ngài lại quay lại vậy?" Lão Lưu hồn hển chạy tới, ha hả cười ra nói: Việc này là như này. Hoàng thượng nói mỗi thần tử bên ngoài cửa cung bị đánh 30 trượng. Cha già tới ngõ môn thì thấy đám quan viên đó có béo có gầy, có khỏe có yếu, có trẻ có già. Nếu đánh 30 trượng như nhau, chỉ sợ vài quan viên không chịu đựng được, cho nên muốn quay về xin ý chỉ của hoàng thượng, có nên khai ân ngoài vòng pháp luật, đối xử khác nhau hay không đây? Dương Lăng lắc đầu thở dài, chắp tay nói: "Lưu công công, thật là có tấm lòng Bồ Tát mà." Lưu Cẩn cười ha hả, khoát tay nói: Đâu có, nội đình ngoại đình đều là thần tử của hoàng thượng, làm việc để tiện gặp nhau thôi. Dương Lăng khuyên nhủ: "Chuyện này còn làm phiền công công đi một chuyến hay sao? Ngài phái Tin Lễ Giám đi xin ý chỉ không được hay sao?" Lưu Cẩn vội vàng lắc đầu nói: "Những người này chưa làm được việc lớn gì cả, tốt nhất cha ra tự đi thì hơn." "Ồ, công chung vì nước, khâm phục. Nào có. Hai người cùng nhìn nhau cười, chỉ có điều dù tiếng cười thoải mái, thế nhưng trong ánh mắt lại không có tia cười nào. Nhìn thấy vẻ mặt Dương Lăng bất đắc dĩ, trong lòng Lưu Cẩn càng vui, giữ chặt Dương Lăng, vừa đi vừa dương dương đắc ý, nói nhăng nói cuội, cùng đi đến Càn Thanh Cung. Tới Càn Thanh Cung, hoàng thượng lại không ở Tây Noãn Các. Sau khi nghe nói hoàng thượng đi chính điện, Dương Lăng vội vàng đến đấy, Lưu Cẩn cũng đi theo sát. Ngươi đi đâu, ta theo đó. Hai người tới chính điện Càn Thanh Cung, thấy trên điện rất náo nhiệt, không chỉ có hai vị đạo sĩ nội các và lục bộ cửu khanh, quan lớn bình thường có tư cách vào triều thảo luận chính sự cũng gần như đều đến đông đủ cả, tụ tập ở đấy, tiếng người ồn ào. Lưu Cẩn mới vừa rồi vội vã chạy về Ti Lễ Giám truyền chỉ điều binh, không biết rằng chỉ trong chốc lát các quan viên lại đến đông đủ như vậy. Thật ra lục bộ vẫn ở trên một con phố, chỉ cần thông chi những quan viên này nhanh chóng tới dĩ nhiên là không khó. Trong những quan viên này còn bao gồm nhất đảng của Lưu Cẩn như Trương Thái, Lưu Vũ và Tào Nguyên. Bọn họ không có ý định cầu xin cho bách quan, mục đích đến lại quá rõ ràng, đứng trong đoàn người gây ồn ào cũng không bị người khác chú ý, không cần giúp gì lại không đến mức bị người ta chỉ trích sau lưng, cớ sao mà lại không làm đây? Bách quan quỳ trên mặt đất giằng co với chính đức hoàng đế. Chính đức hoàng đế bị đám quan viên kia đạp lên mặt mũi mà tức giận nổi điên, quyết tâm muốn chỉnh trị bọn họ.
các quan viên lại lo lắng, lúc này dẫn đến quan lại và hoàng thượng càng thêm đối lập, thậm chí ảnh hưởng đến triều chính, cho nên cố ý khẩn cầu hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chính đức tọa ở trên không nói một lời, chính là không đáp ứng. Hoàng thượng không khai ân, văn võ bá quan không dám đứng dậy. Hai bên đang giằng co như thế thì Dương Lăng và Lưu Cẩn vai sánh vai đi vào. Cả sảnh đường đều là quan viên đang quỳ, chỉ có hai người đứng, ai cũng nhìn thấy từng ánh mắt quét trên người của hai người. Dương Lăng cúi người thi lễ nói: "Thần Dương Lăng bái kiến hoàng thượng." Lưu Cẩn cũng vội vàng thi lễ nói: "Lão nô Lưu Cẩn bái kiến hoàng thượng." Chính đức đang tức giận bách quan, vừa thấy hai vị thần tử thân cận nhất của mình tới rồi, trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng nói: "Bình thân, hai vị ái khanh sao lại lên điện vậy?" "Việc này..." Lưu Cẩn khom lưng nhìn Dương Lăng, vẻ mặt cười đắc ý: "Ta xem ngươi muốn như nào." Thì đã thấy Dương Lăng thi lễ nói: "À, việc thần nói khá rườm rà, hay là để Lưu công công nói trước đi." "Ta sao?" Lưu Cẩn ngỡ ra, thấy ánh mắt của chính đức chuyển sang mình, đành phải kiên trì tiến lên một bước, lắp ba lắp bắp lại những lời lúc nãy nói với Dương Lăng. Chính đức nhíu mày thầm nghĩ: "Chẳng phải ngươi khuyên ta dùng đình trượng đó sao? Tại sao lại nổi thiện tâm cầu xin thay họ vậy? Nhóm máy quan này thật sự vẫn chưa bị đánh sao?" Chính đức trầm ngâm một chút nói: "Một khi đã như vậy, vậy thì chấm chuẩn khanh xét tình hình cụ thể dụng hình là được." Lưu Cẩn vội quỳ nói: "Hoàng thượng nhân từ, hoàng thượng nhân từ." Miệng nói xong, trong lòng lại thầm tính toán: "Bất kể thế nào, dù sao cũng phải đánh chết vài tên, bằng không Vương Hoa và Dương Đình Hòa ắt sẽ còn tiếp tục làm rùa đen rụt đầu." Y dập đầu đứng lên, cũng không lập tức xuống điện, mà lặng yên thối lui sang bên sườn điện chờ Dương Lăng nói. Chính đức lại hỏi Dương Lăng: "Ái khanh lên điện là vì chuyện gì vậy? À, chắc là vì kê biên tài sản của ám phủ mà đến phục chỉ phải không?" Dương Lăng vội đáp: "Dạ đúng ạ." Chính đức nhìn bách quan đang quỳ dưới điện, ung dung cười nói: "Ái khanh, khanh cứ nói đi." Dương Lăng vừa đáp: "Bẩm vâng." Nói xong, hắn lấy tấu sớ từ trong người ra, bắt đầu thao thao bất tuyệt đọc lên. Đọc thế này cũng rất phù hợp. Dương Lăng không chỉ nói chi tiết, giải thích sự việc cũng cực kỳ tỉ mỉ. Lúc đầu chính đức và bách quan nghe ảm đông thần, một quan tư khố thép diêu lại thâm ô nhiều như vậy, còn cảm thấy chấn động vô cùng. Nhưng về sau, việc miêu tả từng con số dài lằng ngoằng, miêu tả thêm mắm dặm muối thì lại bắt đầu thấy nhàm chán. Không biết từ lúc nào, chính thức hoàng đế ngáp một cái, khi mở mắt ra thấy Dương Lăng lại lật qua một trang, không khỏi thở dài, tay chống cằm đã hơi tê tê, y lại đổi tư thế khác. Lưu Cẩn ở bên cạnh nghe cũng không hiểu ra sao. Đây chính là chuyện quan trọng ư? Dương Lăng trở nên lải nhải như đàn bà từ khi nào vậy? Đám sổ sách lộn xộn lung tung này phải nói hết cho hoàng thượng nghe hay sao? Tiêu Phương ở đằng kia từ sớm hết nhìn đông tới nhìn tây, tới hoàng thượng nhất định không chịu mở lời. Văn võ ba quan lại liên tục cầu xin cho đồng nghiệp sắp chịu hành hình ở ngoài cung, trong lòng không ngừng lo lắng. Người truyền tin đã phái ra ngoài cung từ lâu, sao đến giờ Uy Quốc công vẫn chưa tới vậy? Tận đến khi Dương Lăng xuất hiện, ông ta mới yên lòng. Lúc này lại thấy Dương Lăng kéo hoàng thượng và quần thần, người kiệt sức, ngựa hết hơi, kiên nhẫn dần mất, Tiêu Phương không khỏi cười thầm. Nghe tiếp hai câu, ông ho khan một tiếng, đứng dậy nói: "Uy Quốc công, kê biên tài sản ám phủ chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, chỉ cần báo cáo số lượng kê biên tài sản cho hoàng thượng đổi thành ngân lượng là được rồi. Hiện tại hoàng thượng và quần thần đang ở thảo luận một đại sự, quốc công có thể nói ngắn gọn hơn một chút được hay không?" Bỗng rầm một tiếng, những tiếng xôn xao vang lên, tinh thần của bách quan dưới điện lập tức trở lại trên người. Ai chẳng biết Tiêu Phương là người của Dương Lăng, giờ lại phản bác lại hắn. Lão có ý gì đây? Lão Tiêu đầu nhập vào Lưu Cẩn rồi hay sao? Lưu Cẩn cũng sửng sốt, chớp chớp ánh mắt để tinh thần lên. Dương Lăng dường như ngẩn ra, hỏi ngược lại: "Ồ, đang thảo luận chuyện quan trọng ư?" "Đúng vậy." Tiêu Phương lập tức tiếp lời, sau đó nhân thể đem nguyên do sự việc từ đầu tới cuối nói lại một lần. Tài ăn nói của Tiêu các lão cực tốt, ngắn gọn, thế nhưng lại rõ ràng rành mạch điểm quan trọng mâu thuẫn tranh luận của song phương. Dương Lăng nghe xong phản bác lại: "Bách quan quỷ như thế, ta còn tưởng rằng là vì tế bái lão nhân gia Thái Hoàng Thái Hậu, hóa ra là nguyên nhân này. Việc này thì có gì hay mà tranh luận cơ chứ? Một chuyện rất đơn giản lại biến thành phức tạp, chuyện bé xé ra to, phải khiến cho bách quan tề tụ gây chiến hay sao?" Chính đức nghe vậy, tinh thần tức thì tỉnh táo, vội vàng ngồi thẳng người lên, hắn nói: "Đúng là như vậy, chuyện bé xé ra to, cố làm ra vẻ huyền bí, thật là không hiểu ra sao cả. Chấm dẫn chính là vì nguyên nhân này này." Tiêu Phương vội vàng khoát tay nói: "Lời Uy Quốc công sai rồi,
mỗi một hành động lời nói của thiên tử đều liên quan đến giang sơn xã tắc cá. Quần thần bởi vậy mới thận trọng, dù là nghiêm khắc cũng là bổn phận của thần tử. Dương Lăng chất vấn: người làm con cháu lúc này nên lấy gì làm gốc đây? Tiêu Phương đáp: tận hiếu. Vậy người làm thần tử lúc này nên lấy gì làm gốc đây? Tận trung. Dương đại học sĩ: vâng thượng thư. Các vị đại nhân à cả Lưu công công nữa, các ngài nghĩ có đúng không? Quần thần liên thanh hưởng ứng. Lưu Cẩn cảm thấy hắn đông thổi một quyền, tây đá một cước, nửa ngày cũng không hiểu rõ dụng ý thật sự của hắn, cho nên trong lòng cực kỳ cẩn thận. Tuy nhiên những lời này cũng không sai, không thể không đáp lại, nhưng nghi lại sợi rơi vào bẫy của Dương Lăng, không dám nói nhiều hơn một chữ, vì thế chỉ gật đầu nói: đúng. Dương Lăng tiếp lời: hoàng thượng thương xót thần tử, xuất phát từ tấm lòng mà làm, ấy gọi là nhân. Tuy lời lẽ thất thố, nhưng chỉ là tiểu tiết thôi, cần gì phải nắm chặt không buông như vậy. Hiện tại lấy chuyện gì là quan trọng, chuyện gì là cấp bách hơn đây? Linh cứu của Thái Hoàng Thái Hậu giữ khá lâu rồi, cần phải chôn cất thật long trọng, đưa linh cứu tới Sương Bình hợp táng với Hiến Tông Hoàng đế kìa. Người làm con phải tận lễ tận hiếu, nhưng mà bách quan lại phản bác lại hoàng thượng, không ngừng công kích nghị hiếu nghị lễ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành chính thể của triều đình, khiến cho hoàng thượng không thể tận hiếu, thần tử không thể tận trung. Quốc sự gạt sang một bên, mọi người đều khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, đây không phải bỏ gốc lấy ngọn hay sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 171 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.